nay Sương được đi theo chú của mình chạy cá. Bây giờ cũng dài trước rồi, Sương nói nha. Bây giờ này gió dễ sợ luôn á. Thì gió hơi lớn thì có gì cả nhà thông cảm cho Sương nghe. Còn cái cha mini nữa. Còn mấy con cá ưu kiến mini nhỏ nhỏ nè, đem về làm cái cuộn để nó lau hộ nhà. Thấy đi về dễ chứ mang chỉ cần có tay lưới tay gì tay lưới chạy nè, đi ra ngoài mấy chạy chứ là có cá cá. Bây giờ chốn mình chạy giờ cũng được mấy con cá ưu phi nè. Cá ưu phi này về chiên chấm nước mắm gừng hay nước mắm làm á là bữa cơm rồi đó. Để coi làm thêm một tay nữa rồi. Kiếm cái bóc. Bắt tóc. Hai, ba, chờ. Chờ. Mày cũng muốn cài quá. Sương giải là quăng xong luôn. Quăng cái là con nhảy xong luôn á. Có
cái gì đấy xương bị lỗ đậu vậy, cầm nó phải xương cái lỗ cái này khổ lắm. Cá mini lắm. Cá mini. Cá nhỏ quá thả thì cá nhỏ quá không có ăn. Để cho nó nhỏ nó lớn lớn ra chạy nữa. Dạo này á, vô mùa nước nổi á, nước lớn lắm luôn mà không có. Ủa, nó ụt mạnh dữ lắm luôn á, tưởng đâu cá gì bự, bự dễ sợ ai về đâu á, cá ưu kiến không luôn. Chà dễ sợ luôn mà này, nặng dữ lắm luôn á. Để khi nào mình hết bệnh đi mình chài. Cái này cái chân của mình nó còn đau á, nên là mình sợ mình chài sao mình phóng dữ luôn, nó bị tổn thương vết thương lại. Chài hình tam giác không? Dính nguyên con cá chà ba. Đây là cá rô kiến. Thường mà mình đi bắt cá rô kiến nhiều quá, mẹ mình về mẹ mình sẽ xẻ ra làm khô á. Dữ lắm luôn. Quá trời cây à, dính toàn là cá cây. Hồi xưa không có chạy mà hồi xưa kéo như vậy.
tự diễn luôn hả? Con cá. Mình chỉ ấy thôi nhưng mà chạy không có được. Tại cái chài này bự quá. Ôi mấy cái chài nhỏ nhỏ. Kể cá kiến nhà má luôn kìa. Nên là cá con phi nó ít lại, giờ còn cá con kiến nữa. Một cái chài sẽ được một con cá con kiến nha. Ý, con này bự chưa? Dạ, chỉ là còn con cá con kiến một con duy nhất. Nay gió trời gió luôn. Cá con kiến một hơ là chảy dạ dãi đầy cái gọng cá con kiến không luôn. Người ta làm cá con kiến một con gì mất lắm luôn đó nha. Gì bãi dưới rồi. Rồi không có cái gì hết trơn nha. Cái này su cana rồi. Có rồi. Được một con cá mè nha. Giờ này nắng quá hết rồi. Chắc đi về. Này nắng lên rồi. Hồi nãy không có nắng, hồi nãy gió không à. Còn bây giờ là vừa gió vừa nắng luôn. Bây giờ chài nãy giờ á cũng được nửa rộng mà nè. Nửa rộng mà. Với lại cái chân mình nãy giờ mình lội nãy giờ sao quá. Cũng mới bị hôm qua rồi cho nên là nó chưa có lành thẳng. Chưa có lành hết được. Dạ. Hồi nãy á, hãy caravan của mình là chạy chài á. Nó không có quay ngay dễ chài mà cũng bấm xuống nước nữa rồi nói chi á. Mình chài chắc mình cũng bấm đúng không. Ủa cái kiến bự nhiều lắm á. Thôi đi về được.
Thì clip tới đây chắc Hữu Sương xin tạm khép lại nha cả nhà. Thì cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã coi hết clip nha. Thì mình đi theo chú mình đi theo trải nghiệm dạng dài thì cũng rất là vui. Thì cả nhà nhớ đăng ký cho Hữu Sương, nhớ cho Hữu Sương xin một like nha. Thì cảm ơn cả nhà đã coi hết clip. Thì cả nhà clip sau xin chào.